Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số phóng sự sau đây. Đồng bào các dân tộc Lào Cai học tập và làm theo lời Bác. Bắc Hà bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch. Hoa tam giác mạch ở vùng cao Simacai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 bức thư, bài huấn thị, bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào và nhân dân Lào Cai, đặc biệt trong lần nói chuyện với cán bộ và đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai vào ngày 23 tháng 9 năm 1958, Bác ân cần căn dặn phải đoàn kết chặt chẽ, tăng gia sản xuất, trật tự an ninh, thuần phong mỹ tục. Khắc ghi lời Bác dạy, cùng với đoàn kết xây dựng đời sống ấm no, đồng bào các dân tộc đã tích cực xóa bỏ nhiều hủ tục. Kính thưa quý vị, từ việc tích cực xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu trong cộng đồng, những ngôi nhà sàn truyền thống khang trang sạch đẹp như thế này là cuộc sống mới của đồng bào người Tày tại thôn Bản Dền, xã Bản Hồ, thị xã Sapa. Và tại không gian tầng 1 đang được đồng bào cải tạo để phục vụ việc sinh hoạt trong gia đình, thay vì dành để chăn nuôi như trước đây. Trong ngôi nhà sàn truyền thống của gia đình ông Đào A Án, từ phòng khách đến các phòng ngủ đều được cải tạo khang trang sạch sẽ, bếp, khu chăn nuôi riêng biệt, đi trước để làm gương. Ông Án vận động bà con làm theo. Nhờ vậy mà thôn luôn đạt danh hiệu làng văn hóa và là một trong những điểm đến văn hóa được du khách lựa chọn. Ở đây có hai thôn Tày, là nhất là về cái phong tục lạc hậu thì bây giờ không còn nữa. Thì về nói cái bản sắc thì vẫn giữ gìn được cái bản sắc dân tộc mình. Cái giữ đó thì cũng là giữ, về cái không giữ thì cũng là bổ rồi. Bây giờ muốn lấy lại không thấy không có rồi. Bây giờ thì không có khác nhiều, không như đời xưa thì các bà nó vất vả quá. Bây giờ từng giới thì không buộc trâu buộc và cho lợn cho gà thì nên sạch sẽ hơn. Bây giờ ở từng giới nhiều, ở trên thì chỉ có ngủ phấn khởi lắm này, nhà nước làm cho khá, dân không đói không nghèo nữa. Huy động các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, xóa bỏ dần những hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới cao, giảm thời gian tổ chức việc cưới việc tang, được ngành chức năng các địa phương coi trọng. Chúng sẽ tiếp tục phát huy những nơi nào chưa xóa bỏ được các hủ tục lạc hậu thì tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo hàng năm và sẽ làm tham mưu tốt cho thường trực tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh về công tác này đối với các vùng miền và đặc biệt là những khu mà còn khó khăn còn chưa làm tốt thì tiếp tục làm tốt trong thời gian tới. Sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị đang dần thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhiều hủ tục trong đồng bào dần được xóa bỏ, cùng xây dựng đời sống văn hóa mới như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, trong suốt chặng đường phát triển, tỉnh Lào Cai luôn quyết tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa riêng có của các dân tộc, đồng thời khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch. Gia đình chị Lương Thị Hoa, thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú là hộ tiên phong với mô hình dịch vụ ăn nghỉ tại địa phương. Không chỉ hút khách bởi nét văn hóa đặc sắc của người Tày, mà ẩm thực truyền thống cũng là bí quyết để níu chân du khách. Cái ẩm thực của người Tày này thì không có cái lớp nào để dạy mình nấu những cái món này cả. Thì mình lại phải học hỏi các người lớn tuổi hơn mình, các người già, các cụ ngày xưa ấy, để mình trao dồi thêm và phục vụ khách. Cùng với các món ăn truyền thống, chị Hoa vận động chị em trong thôn lập đội văn nghệ, tập luyện những lời ca điệu múa của người Tày, giúp khách có thêm trải nghiệm thú vị khi đến với địa phương. Có nhà hàng chị Hoa là làm những các món ăn ẩm thực và lại bây giờ các đội văn nghệ thì đang có những tiết mục văn nghệ truyền thống và để thứ nhất là giữ gìn bản sắc dân tộc và đấy là thêm động lực cho các chị em và để tăng thêm thu nhập cho các chị em. Phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa truyền thống, mỗi tuần cơ sở của chị Lương Thị Hoa đón khoảng 100 lượt khách,
doanh thu từ dịch vụ trung bình khoảng 40 triệu đồng. Việc tổ chức triển khai thực hiện mô hình này đã đem lại hiệu quả thu hút khách du lịch trong và ngoài huyện đến thưởng thức và trải nghiệm, đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người địa phương cũng như là làm lên những cái nét đặc trưng riêng của mỗi nhà hàng, mỗi hộ kinh doanh. Khai thác nét đẹp văn hóa để phát triển du lịch không chỉ tạo việc làm thu nhập cho người dân địa phương mà còn là cách để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại. Nhuộm chàm vẽ sáp ong, thêu may trang phục, nghề truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Mông được truyền dạy và lưu giữ qua biết bao thế hệ. Để xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút khách du lịch, tăng thu nhập cho bà con, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà đang tích cực khôi phục lại nghề truyền thống, đặc biệt là kỹ thuật nhuộm chàm vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải. Qua bàn tay khéo léo của bà Vàng Thị Mỉ, từng đường vẽ hoa văn hình xoắn ốc, cỏ cây, núi rừng dần hiện trên mỗi tấm vải thổ cẩm truyền thống. Những kinh nghiệm kỹ thuật vẽ sáp ong được tích lũy cả một đời giờ đang được bà Mỉ truyền dạy cho các cháu và các thành viên trong tổ hợp tác thêu thổ cẩm vẽ sáp ong của người Mông. Khi mới được 10 tuổi, mình cũng đã cùng mẹ xe lanh dệt vải và học vẽ sáp ong, nhuộm chàm rồi. Bây giờ thôn khôi phục lại thì mình phải dạy để các cháu biết là vẽ như thế nào cho đẹp, để làm thành một cái váy Mông. Em rất thích nghề thêu và nghề vẽ sáp ong. Hàng ngày thì em cũng thấy mẹ em và bà em vẽ, em cũng muốn học theo với mong muốn là để giữ được truyền thống của dân tộc và gia đình. Hoạt động từ năm 2019, tổ hợp tác thêu thổ cẩm vẽ sáp ong của người Mông thôn Sân Bay đến nay có 15 thành viên. Ngoài may các bộ trang phục truyền thống từ vải lanh, tổ hợp tác còn làm ra các sản phẩm lưu niệm, tranh treo tường, tổ chức hoạt động trải nghiệm vẽ sáp ong, thêu thùa ngay tại gia đình, thu hút được nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài. Mới đây, điểm trưng bày sản phẩm, hoạt động trải nghiệm của tổ hợp tác thêu thổ cẩm vẽ sáp ong của người Mông thôn Sân Bay được sửa sang thiết kế lại nhằm phục vụ được nhiều khách du lịch hơn. Để ổn định và phát triển thêm thì trong thời gian tới là sẽ nhân rộng tới các thôn bản để khách người ta đến xã Thải Giàng Phố và đi các thôn thì đều nhìn thấy những cái điểm mà đang bà con nhân dân đang khôi phục cái bản sắc văn hóa đó. Việc khôi phục các làng nghề thủ công truyền thống đang góp phần tạo nên các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, giúp du khách trải nghiệm rõ hơn về văn hóa con người vùng đất cao nguyên trắng Bắc Hà. Thưa quý vị và các bạn, đàn nhị là một trong những nhạc cụ truyền thống gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào người Mông. Nhưng theo thời gian, đàn nhị cũng như nhạc cụ truyền thống khác đang dần bị mai một. Với mong muốn bảo tồn, lưu giữ những thanh âm đặc sắc này, một số nghệ nhân tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà vẫn tâm huyết, gìn giữ, truyền dạy cách làm đàn, chơi đàn cho thế hệ trẻ. Làm 15 phần nhé, làm 15 phần. Là phần chân được. Nhưng mà để nó hay thì nó có phải là phụ thuộc vào cái nào? Phụ thuộc vào ống to, ống bé. Bé thì nó ân thanh, nó non đi. Từ những ống tre, thanh gỗ, dây cáp, lông đuôi ngựa, qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Thào Xeo Phàng, cây đàn nhị đã hình thành với âm thanh trong trẻo, sâu lắng. Mình phải biết tật biết kéo rồi, mình mới biết chế âm thanh nó như thế nào thì mình mới có thể là án đoán được. Nhị này là một cái phong tục của người Mông, một cái âm thanh của người Mông để sử dụng. Thì mình đã là người biết sử dụng và biết chế để mình sẵn sàng với dạy và truyền đạt cho lứa trẻ. Hồi nhỏ cháu có nghe với cháu kéo rồi, cháu cảm thấy rất là thích cái đàn này. Cháu cũng có mong muốn là được học đàn này để kéo được như bố cháu. Đàn nhị của người Mông cấu tạo gồm bát nhị, cân nhị, trục dây, dây nhị, cử nhị, cung vĩ làm bằng lông đuôi ngựa. Trong đó, cử nhị là bộ phận điều chỉnh cao độ âm thanh,
và nhựa thông được bôi vào dây nhị khi sử dụng để tăng độ trong, mềm mại của âm thanh. Tiếng đàn nhị trong trẻo, réo rắt như tiếng lòng của con người với cộng đồng, với thiên nhiên. Vì thế hầu hết đàn ông người Mông từ thuở thiếu thời đã được dạy kéo nhị cũng như múa khen thổi sáo. 14 tuổi đã học cái đàn nhị. Đàn nhị là cuộc sống dân tộc truyền thống của mình. Để kéo về đâu mình đều vui, đều buồn, đều kéo. Giữ gìn phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của các cái đồng bào dân tộc là một trong những nội dung quan trọng của huyện. Mục đích kép nghĩa là vừa phát triển, vừa giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của các đồng bào dân tộc, đồng thời là sản phẩm để cho khách du lịch. Quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào mình, không chỉ bảo tồn được những giá trị truyền thống gắn liền với đời sống cội nguồn của dân tộc cho các thế hệ mai sau, mà còn góp phần biến di sản thành tài sản trong xu thế phát triển của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, qua bàn tay vun trồng chăm sóc của người nông dân, những núi đồi bạc màu trên huyện vùng cao biên giới Simacai khoác trên mình một màu áo trắng của hoa tam giác mạch trong những ngày trời thu se lạnh, trở thành địa điểm lý tưởng thu hút đông đảo khách du lịch tham quan chụp ảnh. Kính thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại vườn hoa tam giác mạch trên đỉnh núi Tình của huyện Simacai, một trong những địa điểm đang thu hút được đông đảo khách du lịch khi đến với huyện vùng cao Simacai. Để có trải nghiệm thú vị tại vườn hoa tam giác mạch, chị Nguyễn Thị Thành và gia đình đã có mặt tại đây từ sáng sớm và lựa chọn những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ nhất của người Mông để có những bức hình đẹp lưu niệm. Hết sức là thấy thích thú vì là lần đầu tiên chị thấy cái quang cảnh nó rất là tuyệt vời như thế này, hùng vĩ rồi thì hoa thì rất là đẹp. Đó, và thực sự là chị đã chụp lên đến 100 bức ảnh và vẫn muốn chụp thêm. Và chắc chắn là sắp tới thì chị sẽ rủ thêm bạn bè lên đây. Ngoài được chụp hình, hòa mình giữa thung lũng hoa tam giác mạch thu nhỏ, nghỉ chân giữa những chòi lá cọ do người dân thiết kế, du khách còn được ngắm trọn Simacai. Hôm nay em được bạn giới thiệu lên núi Tình để ngắm hoa tam giác mạch thì em cũng thấy hoa tam giác mạch rất là đẹp ạ. Và hơn nữa là ở trên đây núi cao thì có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh xung quanh thị trấn và xung quanh huyện. Thì em cảm thấy rất là vui với chuyến đi này và rất là mãn nhãn. Em nghĩ đây là một khung cảnh rất đẹp để xứng đáng để mọi người đến thăm một lần ạ. Sau những chuyến đi của mình tại vùng Simacai này thì mình cảm thấy rằng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mình cũng có đi chợ phiên Cáng Cấu và mình thấy là mọi cái ví dụ như là mua rau hay là mua tất cả những cái hoa quả ở vùng Simacai này thì mình thấy là rất là ngon. Simacai hiện có 3 vườn hoa tam sắc mạch mở cửa đón khách du lịch tham quan trải nghiệm. Theo các chủ vườn, thời tiết thuận lợi, vì vậy vụ hoa năm nay nở đều, đẹp. Bên cạnh đó, các nhà vườn tích cực giới thiệu quảng bá qua mạng xã hội nên thu hút được đông đảo du khách. Trong vụ hoa, các vườn đón khoảng 6.000 lượt khách với giá vé 20.000 đồng mỗi lượt, đem lại cho người dân nguồn thu nhập khá. Với lượng khách đông và người đến thì cũng tạo cho tôi động lực để năm sau tôi có thể thu hút được nhiều khách hơn và năm sau tôi sẽ thay đổi lại và cải tạo lại đất để cho năm sau đẹp hơn và thu hút được nhiều khách hơn. Những núi đá bạc màu qua bàn tay của đồng bào Simacai đang khoe sắc màu hoa, cho du khách những trải nghiệm thú vị, đồng thời mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay tới đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.